Lễ tang hiu quạnh của nghệ sĩ Lê Phương vừa qua đời ở tuổi 35 do tai nạn giao thông, xót xa hình ảnh cuối cùng của nghệ sĩ. Mới đây, showbiz biết việc đón nhận tin buồn khi nghệ sĩ Lê Phương vốn gắn liền với sân khấu cải lương đột ngột qua đời ở tuổi 35 do tai nạn giao thông. Cụ thể, nghệ sĩ Lê Phương qua đời do va chạm với xe tải hôm mùng 3 tháng 11 khi đang trên đường đi hát đám tang ở Long An. Theo cáo phó, lễ nhập quan diễn ra sáng mùng 4 tháng 11, lễ động quan diễn ra vào sáng mùng 6 tháng 11 sau đó linh của nghệ sĩ lê phương được đưa đi an táng tại đất nhà ở bến tre sự ra đi của nghệ sĩ lê phương khiến nhiều bạn bè đồng nghiệp lẫn khán giả bàng hoàng xót xa hơn những hình ảnh yêu quạnh trong lễ tang nghệ sĩ lê phương càng khiến khán giả thêm chạnh lòng trước khi qua đời ở tuổi 35 do tai nạn giao thông nghệ sĩ lê phương còn đăng tải những hình ảnh công việc trên trang cá nhân một ngày trước khi xảy ra vụ tai nạn lê phương đăng tải khoảnh khắc đời thường diện áo dài trắng để biểu diễn tại một tang lễ những hình ảnh lê phương vui vẻ Chạy sâu trước khi xảy ra vụ tai nạn xấu xấu càng khiến bạn bè, đồng nghiệp thêm xót xa. Được biết vì hoàn cảnh khó khăn, bên cạnh biểu diễn ở các sân khấu cải lương, Lê Phương còn cộng tác diễn cho đoàn cải lương Long An thỉnh thoảng đi hát phục vụ khán giả ở những điểm giải trí nhỏ và các đám tang. Trước đó, sau khi hay tin nghệ sĩ Lê Phương qua đời khi đang trên đường đi hát, nhiều nghệ sĩ đã không khỏi sốt. Nghệ sĩ Thu Quyên đau buồn viết trên trang cá nhân, sáng nay biết tin chị đi, em bàng hoàng và xót xa, thương chị quá vì mưu sinh mà chị phải bung ba chạy sâu đến tận khuya để rồi phải ra đi vì tai nạn giao thông. Mong rằng ở cõi hư không ấy chị sẽ được nhẹ lòng, yên nghỉ. Đạo diễn Hoàng Chương, người từng nhãn dạy Lê Phương cũng bồi hồi viết trên trang cá nhân, sáng sớm nhận được tin học trò ra đi mãi mãi, nghe nhớ lòng, nước mắt cứ trầu ra không thể nào kìm được. Thương con vì cuộc sống mưu sinh phải đi làm vất vả, phải tạm gác việc học khi còn một học kỳ nữa là tốt nghiệp diễn viên cải lương. Một thời gian sau nghe con muốn thi tốt nghiệp lại, thầy mừng vô cùng và chủ động giúp con hết mình không ngờ lại là lần cuối cùng của thầy trò mình gặp nhau yên nghĩ nha con sự ra đi của nghệ sĩ lê phương khiến nhiều bạn bè đồng nghiệp bàng hoàng